Đây, để bỏ ngoài. Tiền cơm thôi. Ông mình ăn cơm hả? À, giúp tôi việc này á. Giờ á, cầm cái này lau nhà như cho nó sạch. Xong rồi lấy cái đồ dẻ nè, lau cho sạch cái tấm hình này cho tôi. Bây giờ tôi đi ăn cơm. Có ai mà tới interview á, nếu ai mình kiếm việc á, nhớ đợi tôi về nha. Rồi, ok. Đi nha. Oh, yeah. Oh, hey. Come here. Đang phỏng vấn hả? Ok, chắc. Bao nhà, cái này đâu cái này. Ok. I go. Năm một. Bạn tới rồi. Bạn ghế vô đứng rồi. Anh em. Chạy. Rồi sếp đâu? Trời ơi, sếp đâu? Hả? Té nữa rồi. Vậy nó kiếm được việc mới rồi hả? Hãy đăng nhập vào trang web directoryemployment.com để biết thêm chi tiết. Thank you, guys. Just call me Michael from now on, okay? Hi, Michael. Chị kiếm được việc mới hả? Nếu bạn hãy muốn kiếm được việc mới, hãy đăng nhập vào trang web directoryemployment.com.
of course it's a little up, but because we spend more work and we get more profit. Có gì không anh Trung? Anh thấy con này đang chắc riêng cho người làm thôi. Chắc gì là em ăn đậu phộng không? Thôi em ngồi xuống ăn đậu phộng đi rồi. Ngồi xuống đi. We know that a cost up, but we will get more people and open one more office to get more work done for you. And after that, we will have a big company. Còn em lần sau em có thích ăn đậu phộng không? Lần sau mà anh còn thấy em chát trong giờ làm một lần nữa thì mình sẽ chuyển qua mình ăn dừa khô ha. Ok. Các bạn công ty Face Asia xin nhớ xin đừng chát riêng trong giờ làm việc. Oh, I'm gonna take a picture of you, but move back a little bit. Move back a little bit. A little more, a little more. Yeah, a little more, a little more. A little more, a little more, a little more. A little more. A little more. Oi! Are you okay? เอาเถอะโอ้ไอ้เหี้ยอย่ามาเลยโดดนี่นี่นี่โอ้ตัดคนเลยนะเนี่ยตัดคนตัดคน
xoài. Just add, yeah.